Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vừa ra văn bản tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EBS năm 2020 đối với 10 quận huyện. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng, không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên. Theo đó, thì các địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc năm 2020 như sau. Tại huyện Nghi Lộc của thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An, huyện Đồng Sơn, Hoàng Hóa của thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình, huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình. Ngoài 10 quận huyện nêu trên, thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội còn nêu tên thêm 21 quận huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng, không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên. Đồng thời, một số địa phương còn có nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của đợt 2 kỳ họp Quốc hội thứ 9 Quốc hội khóa 14. Và cách đây chỉ ít phút thì Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hai hiệp định quan trọng, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu là EVFTA với 94,62% và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu với 95,45% và các nước thành viên của Liên minh châu Âu EVIPA. Đây là hai văn kiện quan trọng được xem là tuyến đường cao tốc quy mô lớn hiện đại nối gần hơn nữa giữa EU và Việt Nam. Theo nhận định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khi Việt Nam và EU ký kết hai hiệp định này, phiên họp sẽ có sự tham dự đại diện của các đại sứ quán các nước Liên minh châu Âu tại Việt Nam. EU là một thị trường nhập khẩu lớn thứ hai trên thế giới và hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Thông qua các hiệp định này được thông qua, thì Việt Nam có thể tiếp cận một thị trường đầy tiềm năng với dân số hơn 500 triệu người, GDP khoảng 15.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22% GDP của toàn cầu. Việc phê chuẩn EVFTA sẽ mở ra một thông điệp quan trọng và quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế và ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ trong bối cảnh của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang diễn biến phức tạp, giúp đa dạng hóa thị trường của Việt Nam và không để Việt Nam bị phụ thuộc vào bất kỳ một thị trường nào, góp phần đảm bảo an ninh về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6, Bộ Y tế Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 đều từ nước ngoài trở về Việt Nam và ngay sau đó đã được cách ly ngay. Như vậy là trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam đã có thêm 2 ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm là 331, trong đó có 307 người đã được chữa khỏi bệnh. Vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, hai người này từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Mexico và do đóng cửa biên giới và cấm bay nên họ đã ở lại Mexico. Đến ngày 4 tháng 6 thì sau đó họ cùng bay về Nhật Bản. Vào ngày 5 tháng 6 họ từ Nhật Bản và trở về sân bay quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay mang số hiệu VN319 và sau đó được cách ly tại tỉnh Quảng Nam. Xét nghiệm trong ngày 7 tháng 6 tại Viện Pasteur Nha Trang cho dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương của tỉnh Quảng Nam. Trong số bệnh nhân COVID-19 thì có 91 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng là 50... Không phát hiện số ca lây nhiễm trong cộng đồng và 53 ngày qua thì không có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc mở mới 30 tuyến xe buýt trợ giá trong năm nay, năm 2020. Theo đó thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho các sở ngành có liên quan để lấy ý kiến về việc này. Trong 30 tuyến xe buýt này thì có 8 tuyến nhằm mở rộng vùng phục vụ của xe buýt đến các huyện ngoại thành, các khu vực chưa có hệ thống xe buýt trợ giá tiếp cận. 18 tuyến xe buýt nhằm tăng cường khả năng tiếp cận kết nối của các tuyến xe buýt đến các trung tâm phát sinh nhu cầu khu đô thị mới, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, bến xe, ga đường sắt đô thị. 4 tuyến xe buýt kết nối với các khu đô thị, các quận huyện với sân bay quốc tế Nội Bài. Bằng cách mở thêm các tuyến buýt này, thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội hy vọng sẽ tăng thêm hiệu suất sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tạo thói quen cho người dân trong việc di chuyển bằng xe buýt, tàu điện trong tương lai. Chiều hôm qua ngày 7 tháng 6, trên địa bàn của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã xuất hiện một trận mưa to kèm theo dông lốc làm cho nhiều ngôi nhà tại đây bị tốc mái, hàng loạt các cây xanh đã bị bật gốc. Trận mưa dông vào ngày hôm qua đã khiến hơn 50 căn nhà tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền và một số xã lân cận của huyện đã bị tốc mái siêu vẹo, làm đứt đường dây điện, gãy hai trụ điện trên tuyến lộ vòng cung qua địa bàn ấp Nhân Lộc 1, khiến khu vực này đã bị mất điện nhiều giờ liền. Đến gần 19 giờ cùng ngày thì nhân viên điện lực của huyện Phong Điền vẫn tiến hành sửa chữa các trụ điện bị ảnh hưởng để sớm cung cấp điện lại cho người dân.
Ngoài ra thì gió lốc còn gây ra tình trạng thiệt hại cho một số vườn cây ăn trái của bà con. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường tại trung tâm huyện Phong Điền và trong khuôn viên các trường học tại đây cũng đã bị đổ ngã. Tại trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền thì một cây còng và một cây bàn cao hàng chục mét cũng đã bị bật gốc, làm sập nhà và xe cùng phòng thiết bị của nhà trường. Và rất may sự việc này xảy ra vào ngày nghỉ, không có giáo viên học sinh đến trường. Sau thời gian hạn hán xâm nhập mặn kéo dài thì những ngày gần đây khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại tiếp tục đối mặt với tình trạng mưa gây ngập ở khu vực nội ô, lốc xoáy sạt lở rất nguy hiểm. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thì vào ngày hôm nay ngày 8 tháng 6 do ảnh hưởng của rìa đông nam của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh thành Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nắng nóng và nắng nóng sẽ diễn ra gay gắt với nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến ở mức từ 35 đến 38 độ C, có nơi mức nhiệt còn trên 38 độ C. Riêng tại vùng núi phía Bắc Trung Bộ có nơi đặc biệt nắng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ. Độ ẩm trong không khí tương đối thấp, trong ngày phổ biến là từ 45 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 17 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới đây. Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay ngày 8 tháng 6 sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 36 đến 38 độ C và có nơi sẽ xuất hiện mức nhiệt trên 38 độ.